nó rất là nặng nha các bạn, nó không nhẹ đâu nha, nhìn vậy thôi. Đấy. Ok. Mọi người, thì lâu rồi Vũ cũng không làm video. Thì cái video này thì Vũ sẽ ngẫu hứng làm cho mọi người để chia sẻ mọi người về cái dòng loa mà Vũ đang chuẩn bị lắp cho khách hàng. Và đây là thương hiệu của Paradigm ha. Và ở đây mình sẽ có một cái dòng mình có mở sùng sẵn cho các bạn nè. Tại vì cái này là dòng này gọi là dòng in world nha mọi người ha. Thì những cái dòng này nó sẽ được gọi là lắp đặt ở cho âm tường nè, âm vách nè. Và Vũ sẽ mở cái loại ra, thì khi mà khách hàng mà chúng ta lắp á thì chúng ta phải hiểu cơ bản một số cái kỹ thuật về cái phòng phim. Thì nếu trường hợp mà chúng ta được tư vấn hay được nhận thì các bạn, nếu mà khách hàng mà chúng ta biết thêm một chút kiến thức á thì chúng ta sẽ có một phòng phim chất lượng hơn. Rồi, ở đây đây là một dòng Paradigm. Đây. Vũ sẽ mở cho các bạn xem cái thiết kế của nó. Nó khá là nặng nha các bạn. Nhìn trên hình thì các bạn sẽ thấy nó rất là nhỏ nha. Vì trên, nếu mà trên về cái hình của hãng á thì nó tương đối nhỏ. Em ơi. Huy, lấy cái thùng ra giùm. Lấy thùng á, thùng. Ok, để Vũ mở cho mọi người xem. Thực ra cái mấy cái dòng này ở Việt Nam mình ít ai quay những cái video mà để review cho mọi người cả. Đa phần những cái video của nước ngoài nhiều. Đó, mà Việt Nam thì lại ít ai quay, thì những cái này là Vũ đã bán cho khách hàng rồi, Vũ đang chờ ngày để lắp đặt thôi. Công trình cũng hoàn thiện rồi nên hàng bắt đầu về tới. Đó. Thì trong cái hộp này thì nó sẽ có một cái tấm bì căng mặt lưới. Thì mặt lưới này hiện tại nó là màu trắng. Thực ra về vấn đề là màu trắng nó sử dụng bằng 500 nha mọi người ha. Đó, thì nếu mà khách hàng nó có màu đen, còn những trường hợp mặt lưới này rất cơ bản, nếu mà khách hàng mà lỡ mà không có hàng á mà cần màu đen thì chúng ta chỉ cần sơn lên thôi cũng được, cơ bản chúng ta cũng không quan trọng cái phần bì căng này đâu, màu này cũng không quan trọng đâu. Chúng ta có thể tự mà custom những cái màu sơn mà chúng ta thích được. Cái này sơn này rất là đơn giản. Đó, chứ mình chọn loại sơn xịt nào nó tốt chất lượng tí xíu thôi. Đấy. Để cũng bỏ ra đây. Ở đây thì nó sẽ có một cuốn catalog. Đó. Và thấy sang các bạn. Đây một cuốn catalog. Đây Vũ mở cho các bạn xem. Thôi nó bịch luôn rồi các bạn. Nó bịch đây nè, mình không có mở ra, thôi mở luôn đi cho các bạn cùng xem. Lỡ bước ra luôn. Đấy. Cho các bạn xem. Ở đây, thương hiệu của Paradigm. Đấy. Đây là dòng in world nha mọi người ha. Thì cái bộ này là Vũ lắp hệ thống xem phim cho khách hàng. Và Vũ rất là thích những cái dòng như thế này. Đấy, đây là cuốn manual của nó, các bạn có thể lên trang web chúng ta sẽ đọc nó đầy đủ hơn. Đấy. Rồi. Sẽ mở ra. Đây. Nó rất là nặng nha các bạn, nó không nhẹ đâu nha, nhìn vậy thôi. Đấy. Ok. Rồi. Đấy. Đó. Đây là hôm nay là những dòng này là những dòng lắp đặt nha các bạn. Đó. Thì các bạn thấy nè. Thì cái con River này là nó gân cao su, nó là gân ngược nha các bạn. Nó không, thay vì những cái gân thường là nó sẽ lòi ra, nhưng mà cái kết cấu con gân của dòng Paradigm này là nó là gân ngược. Đó, và rất là chắc chắn. Nhìn cái phần kết cấu của con này cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy. Cái phần mà gạch ngang thế này được làm bằng thép nha mọi người. Đây nè. Đây, cái phần này phần thép nha, bằng nhôm. Đó, được bằng kim loại nhôm. Đó, thì khi mà chúng ta mà bắt vào cái máy, Huy lấy dụng cái máy điện của Huy. Ở khi mà chúng ta bắt vào á thì chúng ta đưa vào tường thì chúng ta sẽ cụp nó vào. Khi mà chúng ta xoắn vào, chúng ta khóa thì nó sẽ bẻ ra và nó kẹp vào cái thành. Đấy. Rất là đơn giản. Rồi, các bạn nhìn kết cấu những cái driver của con này đi ha. Thì ở đây nó sẽ có tổng cộng là 5 driver. Đấy. Cho các bạn xem. Những dòng này thường là không có ai review nên mình review cho mọi người xem để mọi người biết thêm, có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm. À, bạn thấy không? Rất là nặng. Cực kỳ nặng luôn. Đấy. Rồi. Đấy, hiện tại là ở thị trường Việt Nam mình vẫn còn chuộng cái kiểu mà những cái mẫu xem phim là những cái dòng loa xem phim kiểu là loa cột hay loa đứng nhiều. Nhưng mà ở châu Âu á thì họ đang làm đây, khi mình xoắn này các bạn. Khi mình thả vô vậy nè, để xả ra nha.
là khi mình xoắn nó sẽ xoay nè. Đấy, và nó ở đây nó được khóa, nó kiều ngược lại trùng với cái chiều vít này để người ta khóa lại thì nó sẽ giật lên. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, và nó sẽ bó với cái thành và nó sẽ rất là cứng, nên chúng ta không cần phải lo về cái kỹ thuật này, là hãng họ làm sẵn hết rồi đó, để cho mọi người có thể hình dung ra được cái cách. Và cái cách này cũng sử dụng được, áp dụng rất là nhiều cho những cái dòng loa âm trần đó, rất là nhiều rồi. Và một cái đây mình sẽ bỏ vào đây. Đây, cái này 500 cho mọi người ha. Đấy, nhìn đẹp liền đúng không ạ? Nhìn cái nó đẹp hẳn liền. Và hãng nó cho mình đây. Ok, đấy. Rất là nặng. Rồi. Ở đây mình có size 3 driver nữa. Hiện tại cái đây là cái mình cái series này, dòng B3, dòng này, dòng B3 5 driver thì Vũ áp dụng cho 2 phân. Một center ha các bạn ha. Và surround thì Vũ sẽ dùng con B1. Đây là B1 thì nó chỉ có ba driver thôi. Đây. Đấy, các bạn có thể hình dung dễ hình dung ha. Đấy. Nên cái này mình sẽ dành cho surround. Tất cả này âm bass âm tường. Và khi mà khách hàng chúng ta sử dụng âm tường á thì nó sẽ rất là cực, cái là chúng ta phải thi công rất là nhiều công sức. Còn nếu mà những khách hàng chúng ta cần á, lưu ý là khi mà chúng ta lắp cái này nè để mà chuẩn kỹ thuật á, thì khi mà âm tường á hoặc âm vách á thì nó phải có hộp bốc đó, những dòng, đặc biệt là những cái dòng inwo là phải có hộp như thế này. Tại vì những cái hộp như thế này á, nó là những cái hộp bắt buộc cần phải có để tạo ra cái cộng hưởng âm của cái driver lo của mình thì mới đúng được cái chất của âm thanh của nó. Còn nếu mà những hộp mà chúng ta thấy ở phía sau á, mà phía sau của nó mà nó chỉ có, Huy có thể mở một cái con nào, lấy con đỡ ra môn để mình dễ phân tích cho mọi người hiểu hơn, để Vũ phân tích cho mọi người có thể hiểu hơn, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đóng ha mọi người ha, chúng ta phải độ hoặc chế. Thì về cái phần đóng bách này chúng ta phải đảm bảo được là nó phải khít hết toàn bộ ở phía sau cái loa. Mọi người chờ một xíu, Vũ lấy ra để cho mọi người dễ dùng. Đây này. Đây, những cái trường hợp như thế này, đây, Vũ cho một cho bạn xem. Những cái trường hợp như thế này á, thì các bạn phải, cái này cũng là hàng cũng chuẩn bị lắp được khách các bạn, mình cũng khui lên luôn đi. Thật ra những hàng mà lắp mấy cái nhà mới thì mình cũng không cần phải giữ hộp kỹ đâu. Đây. Đấy, những cái mà những vòng inwo mà không, nó lộ thiên ra những cái củ driver như thế này, thì mình phải xử lý chụp và mình che lại, mình cái thổ mình đóng bằng vách gỗ làm sao che lại hết nha các bạn. Tại vì nếu mà chúng ta không đóng những cái vách như thế này để khoảng cách đó, thì âm thanh nó sẽ bị sai nha mọi người ha, thì lưu ý. Rồi chúng ta mà âm trực tiếp vào tường á, chúng ta cắt tường á thì ok, chúng ta không cần. Nhưng mà đặt với những trường hợp hiện nay á, là rất là nhiều, đặc biệt là cái nhà ở Việt Nam của chúng ta là đa phần là nhà mình sử dụng mà vách là trên nền gỗ nữa, có những vách là sẽ dư ra, ví dụ như là làm tiêu âm hay làm cách âm nó sẽ dư ra khoảng 10 phân đến 15 phân nữa đó, 15 nữa, thì như vậy á thì nó sẽ bị sai cái âm cái này, thì chúng ta phải đóng thêm làm sao cho nó vô khuôn, nó thành một cái hộp ở phía sau thì âm thanh nó mới chuẩn được. Đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái mẫu loa ví dụ như là gọi là on wall, là nó có hộp bóc sẵn, nôm na nó gọi là những cái loa treo tường, sau đó chúng ta cắt tường và chúng ta thả âm vào thì âm thanh nó mới chuẩn được. Chứ còn nếu mà chúng ta không có này như này thì nó sẽ bị mất lô nha mọi người ha. Lưu ý nha, độ dày của cái driver nó sẽ bị mất đi. Thì cái này là những cái lưu ý mà khi chúng ta chọn những dòng mà inwo, onwo, những cái dòng loa âm tường. Thì những cái hiện nay những cái dòng này á, thị trường Việt Nam mình đang bắt đầu có xu hướng chuyển qua, đang có xu hướng là chuyển qua những cái dòng như thế này, và đang ít đi những cái vòng. Tại vì các bạn có để ý những cái phòng mà ở châu Âu á, là cái phòng phim của họ là họ không bước vào cái căn phòng á, là họ không có thấy cái loa luôn đó, và họ phải giấu được loa, thậm chí là mình có thể là mình bỏ đi cái miếng ai căng này và cái driver lo này có thể nằm ở phía sau một cái màn chiếu, và cái màn chiếu đó là màn chiếu gọi là màn chiếu xuyên âm. Thì cái màn chiếu xuyên âm đó là nó sẽ không cản âm thanh và nó nằm luôn, nên là nhiều khi có những cái phòng mà chúng ta bước vào chúng ta chỉ thấy màn chiếu thôi và chúng ta chẳng thấy cái loa đâu cả. Thì riêng với Vũ cũng thích những cái căn phòng xem phim mà như vậy, nhìn nó rất là thẩm mỹ, và thứ hai là nhìn nó rất pro các bạn, nhìn nó sang hơn nữa.
Đó. Thì nói chung là cái này tùy theo cái góc về 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 cái nhìn nhận thôi, về của mỗi khách hàng chúng ta có một gu thẩm mỹ khác nhau mà, nên mình cũng không có nói là chúng ta nên chọn nào, thì gu thẩm mỹ chúng ta thích cái nào thì chúng ta sẽ chọn cái đó thôi. Ngủ chỉ là tư vấn cho các bạn và phân tích có những cái dòng như thế này để các bạn xài, các bạn hiểu hơn thôi. Đó. Ok. Thì khi mà cái phòng này mà mình lắp xong cho các bạn thì mình sẽ quay phim đầy đủ cho mọi người và mình sẽ phân tích cho mọi người tại sao mình lại lắp này và mình sẽ làm gì trong căn phòng đó và tại sao mình phải khoét, mình phải đục như thế nào đó. Thì mình sẽ quay cái video real time đầy đủ cho mọi người xem khi mà mình hoàn thiện công trình này. Ok. Nếu các bạn thấy những cái video mà chia sẻ chân thật và như vậy mà hay á thì đừng quên bấm like và share và đăng ký ủng hộ kênh của Thiên Vũ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.